Cuộc đời ta nhằm một ngôi sao sâu, Chúa nên ta mãi long đong và khốn khổ, chỉ xin một lần yêu nhau mà không nói được bao giờ. Để đến ngày hôm nay thì trót đã muôn rồi, ta sẽ chết trong âm thầm lặng lẽ cùng nàng thì sắp sửa du quy. Âu đó cũng là do nơi định số mà mỗi con người đều nhận một hoàn cảnh riêng tư. Thùy ơi, anh yêu em và yêu em mãi mãi, dù mãi đây mình vĩnh biệt nhau rồi. Không, dù ơi, Thủy sẽ không bao giờ du quy xuất gia. Thủy sợ vậy trọn đời Thủy sẽ chết theo anh. Thủy ơi, nếu còn yêu nhau thì còn nghĩ về nhau, em cố sao cho mình hạnh. Dù ta chết đi nhưng ta vẫn cầu mong cho đời Thủy được bình yên trong cuộc sống sau này. Mộng ước Thủy còn xanh và đời em còn dài, thì hãy cố quên đi tạo một tương lai đổi khác. Rồi mai đây chồng cùng về nơi xứ lạ miền xa, Thủy hãy quên đi chuyện thằng dù ngày xưa cho người ta, quên đi trong giấc mộng tôi âu thơ đã chết rồi, trong quá khứ thì nhớ lại làm gì cho bận mà thôi. Dù ơi, Thủy biết phải làm gì? Bằng lòng với hiện tại. Nhưng hiện tại không có con đường nào dẫn đến tương lai. Không có anh, Thủy đã mất tất cả rồi. Hãy quên anh và hãy theo chồng, rồi tất cả sẽ qua đi. Nhưng Thủy vẫn còn yêu anh. Chung Thủy quá để làm gì? Để không về làm vợ của người ta, để cùng với anh cho trọn tình trọn nghĩa. Rồi chốc lát nữa đây ta sẽ chết. Không, Vũ ơi, nếu anh chết đi em sẽ để tang cho anh và xin cấn nguyện cho linh hồn anh được bình yên nơi cõi chết, cho lòng em vơi bớt nỗi thương tâm trong phận gái ai chồng. Nếu anh chết đi thì em sẽ cô đơn với ngày tháng lạnh lùng. Ngày trước chúng ta đã cùng nhau đính ước thì chuyện vợ chồng kể như đã trăm năm. Nhưng đến giờ này chúng ta không được thành thân, vì tất cả đã lỡ rồi câu duyên nợ. Cô dâu ngày xưa đã bạc tình bạc nghĩa, sắp qua áo dù quỳ cơ bước theo chồng. Vũ ơi, nếu một mai Vũ có đi xa và Thủy có theo chồng về nơi xưa, là xin giữ cho nhau chút kỷ niệm thời thơ ấu, để nhớ muôn đời một mối tình thiên thu. Yeah.
Dạ tất cả là 10 quan. Cái gì? Dạ 8 quan thôi. Mi nói cái gì? Dạ tính tiền rượu. Rượu, dạ rượu. Mi có điên không? Gì đâu mà điên. Uống rượu thì tôi tính tiền chứ có gì đâu mà điên. Chém cái chết đi. Ủa sao kỳ vậy? Uống rượu không trả tiền ta còn đòi chém ta nữa, vậy nghĩa là sao? Ta chưa đi tại sao lại đòi tiền rượu? Chưa đi không? Chưa đi ngồi uống nữa chứ có gì đâu mà làm dữ vậy? Mi coi chừng ta đâu. Không coi chừng sao được. Không coi chừng ông bạn đi tuốt luôn á, làm sao tôi tính tiền rượu? Đi mà. Đi đi chứ làm dữ vậy. Trời ơi sớm mơ sớm mà gặp ông này mở hàng, chắc có quán tụi này chắc dẹp tiệm quá. Cùng Dư Hải Long, phó trại chủ Hắc Ưng. Đã từ lâu, ta mong muốn sự hợp tác của phó trại chủ để diệt trừ trại chủ Hắc Ưng Âu Thiên Vũ. Nay, được tin phó trại chủ có ý định giúp ta, điều đó khiến cho ta vô cùng phấn khởi. Nếu Âu Thiên Vũ sa vào bẫy rập, thì phần thưởng dành cho phó trại chủ là 100 lượng vàng. Ước mong phó trại chủ quyết định và không từ chối. Kính thư tri phủ Kiên An Hà Viên Trúc. Ta sẽ có 100 lượng vàng. 100 lượng vàng. 100 lượng vàng đâu? Chỗ nào? Chỗ nào? Tôi đang cần vàng. Chỗ nào? Chỗ nào đâu? Chỗ nào? Mày nói cái gì? Dạ 100 lượng vàng. Mày biết gì mà xem vào? Dạ tôi có biết gì đâu. Nhưng mà nghe nói tới vàng làm cho tôi nổi lên máu ăn cướp. Mi là ăn cướp à? Khét tiếng. Ăn cướp khét tiếng mà tên gì? Sát nhân. Chuyên giết ruồi không gom tay. Giết gì? Ta ở giết người. Giết người chứ ruồi thì dễ giết lắm. Nhưng tại sao mi bỏ nghề ăn cướp rồi về đây bán quán vậy? Có một bữa nọ ta ra ngoài chợ, ta ăn cướp 3 cái bánh bao. Nhiều vậy à? Một cái thì ta ăn không đủ. Rồi ta bị thiên hạ dây đánh ta nhừ tử, cho nên ta thấy làm cái nghề đó không chắc ăn, ta mới dẹp cái nghề đó, ta về để ta mở cái quán rượu ra, ta làm bán rượu rồi cho nó bảo đảm hơn. Mi có biết ta là ai không? Gì? Đâu để ta nhìn kỹ coi. Ta nhìn kỹ lắm rồi, cái này cùng lắm là ăn trộm thôi. Cầm lại, ta là phó đại chủ Hắc Ưng Dư Hải Long. Gì? Phó đại chủ Hắc Ưng. Trời ơi. Thôi ông nội ơi, ông đừng có xạo hoài ông nội ơi. Trời ơi, cái tướng gì mà phó đại chủ Hắc Ưng? Ông nó thuộc về Hắc Ám rồi. Trời ơi. Ta không đùa nha ngươi đâu. Ta là phó đại chủ Hắc Ưng Dư Hải Long đi. Hả? Trời ơi, Đại Dương. Đại Dương. Giờ trăm lại Đại Dương, ngàn lại Đại Dương, xin Đại Dương tha thứ cho cái này. Đại Dương. Dạ tại con không biết Đại Dương, chứ nếu con biết Đại Dương rồi con đuổi Đại Dương ra khỏi quán rồi. Đi thôi. Không phải, con biết Đại Dương, con mời Đại Dương vô đây rất ân cần niềm nở. Đại Dương ơi. Đúng vậy. Dạ lỗi ơn Đại Dương. Ta bảo quỳ xuống. Đúng vậy. Ta bảo quỳ xuống. Dạ quỳ xuống. Đứng dậy. Dạ đứng dậy. Trời ơi sao kỳ vậy nè. Mi là ai? Ta là người. Ta muốn hỏi khác hơn. Ta không thể trả lời khác hơn. Khá lắm. Rượu quá. Dạ. Đem rượu. Dạ đem rượu. Khoan đã. Trời ơi cái gì nữa đây? Khách giang hồ trước lạ sao quen. Ta mời ngươi dùng ta, dùng chung với ta một hộp. Khách giang hồ có nhiều hạng, rượu giang hồ không thể uống với người chưa quen. Rượu quán đem rượu. Dạ đem rượu. Khá lắm. Ông bạn là ai? Ta muốn biết tuổi tên, thần thế của nhà ngươi. Để làm gì? Để làm gì? Để một mai nếu chúng ta còn gặp nhau trên bước giang hồ phiêu lãng, bạn hay thù tùy cách đối xử nhau, đó là hành động rất phân minh. Điều đó với ta không hề quan trọng. Khách xuôi ngược giang hồ không cần lạ hay quen. Ta trong một bản kiêu căng về hành tung bí ẩn, chắc là nhà ngươi
chưa hiểu đời nhiều. Kẻ vỗ ngực xưng tên thật ra chẳng có gì, đó là những kẻ bất tài, trọng hổng nhiều lời rốt cuộc chẳng hơn ai. Quên lại cứ say, cứ việc ngồi đây uống dài dài, nhưng nhớ đừng cho chó ăn chè, nếu không thì tôi sẽ mở ra khỏi đây ngay. Chủ quán. Dạ. Nhà ngươi hãy đuổi tất cả các thực khách ra ngoài, vì hôm nay ta được lệnh công tử Chiêu Nhật Nam còn quan tổng đốc Tứ Xuyên đi ngang qua đây. Trời ơi, đuổi hết rồi ơi. Trời ơi, cái ngày nay là ngày gì vậy nè, tổ cha nó. Chủ quán. Ngươi chửi ai? Còn ai vô? Chửi ta. Còn ai ra? Không nữa. Dạ không, dạ không. Dạ bẩm đại quan, con muốn hỏi còn ai vô còn ai ra là con đuổi đi hết mà. Dạ. Trời ơi, sát nhân ơi, mày hết thời rồi sát nhân ơi, mày dẹp quán vừa rồi. Nhà ngươi giết người à? Dạ không. Giết người à? Dạ không. Dạ cái sát nhân á là tên của con, chứ con chưa có giết người lần nào hết đại quan ơi. Trời ơi. Quán. Dạ. Nghe lệnh ta. Dạ. Đuổi tất cả các thực khách ra ngoài. Dạ đuổi tất cả thực khách ra ngoài. Đuổi luôn thượng quan luôn. Ủa không phải. Trời ơi, khổ ghê. Dạ bây giờ phải đuổi hết đại quan. Đuổi hết. Dạ đuổi hết. Buôn bán việc gì dễ quá. Ừ. Ta thừa lệnh đại quan, ta xin đuổi tất cả. Đại quan ơi, thằng kia nó cho em uống rượu đã quá. Thôi, đại quan đuổi nó giùm em nè. Đi. Anh kia, tại sao những người không nói? Nói làm gì? Vì ta không muốn giết một kẻ vô danh. Ta không thích xưng tên trước người lạ mặt. Được, ta sẽ xưng tên cho người biết. Ta, Dương Thiết Đầu, trưởng quan về phủ Kiến An, trong tay ta rất nhiều quyền hạn. Ta có thể giết người không hề mang tội, nhưng ta không giết một thằng tiểu tốt vô danh. Vô danh. Quý quyền của một quan trưởng vệ phủ Kiến An dám vỗ ngực khoe khoang à? Đối với ta mi chỉ là một đứa trẻ con. Người quá lầm tên mạo phạm, ngôn cuồng xúc phạm ba hoa, xúc phạm đến ta nữa à? Quan trưởng vệ đây. Bao nhiêu năm trời dung dĩ dọc ngang, ta chưa hề bị khiếp sợ ai đâu. Từng giết người cướp của không gớm tay, nên ta mới biến thành khó chạy chủ Hắc Ưng. Người nói gì? Người là ai? Ta là phó chạy chủ Hắc Ưng Dư Hải Đồng. À. Ta đang định dẫn quân đi kiếm bọn cướp Hắc Ưng. Ai dè gặp ông phó chạy chủ ở đây, Dư Hắc Long buông tay chịu chói cái rồi. Nên vừa nói một điều rất là khó nghe. Tại sao khó nghe? Bởi vì không một thằng ăn cướp nào chịu trói, trong khi trong tay của mình còn cầm gươm chiến đấu. Lại nữa, Dương Thiết Độc, mi không đáng cho ta phải quy phục đâu. Cho người toại nguyện cút chết ra. Mời. Mời. Thế cũng dám dụ như khoe khoang lớn lối quan trưởng vệ phủ Chiến An. Phó trại chủ. Hạ cơ, đại dương đến chưa? Đại dương còn đang kiểm điểm quân binh, chắc có lẽ sẽ trở lại đây trong chốc lát. Ơ kìa, hình như phó trại chủ đang suy nghĩ điều gì thì phải. Phải, ta đang suy nghĩ đến một điều. Phó trại chủ suy nghĩ điều gì? Hà Cơ, có bao giờ hả tôi nghĩ đến một cuộc sống bình thường giản dị? Hà Cơ, nếu như ta có được 100 lượng vàng, Hạ Cơ có đồng ý rời khỏi nơi này để theo ta không?
Phó trại chủ, phó trại chủ vừa nói gì chứ? Ta muốn nói đến tương lai. Tương lai? Phải. Tương lai của chúng ta không có gì tất cả. Hà cơ, Hà cơ có một lần nào ao ước hay sao? Ao ước? Ao ước để làm gì? Vì chúng ta là những kẻ luôn luôn bị săn đuổi, ngay giữa rừng, mai giữa chợ. Tương lai chúng ta còn gì nữa mà mong? Phải ao ước để sống chứ. Có đôi khi người ta sống mà không cần phải ao ước, rồi sẽ buồn. Thà như vậy còn hơn, chứ sống làm chi thêm nhớ, thêm thương, thêm sầu, thêm khổ. Vì giấc mộng nào rồi cũng chắp cánh bay cao. Có phần trong nỗi đớn niềm đau, khi mong giờ tan rồi như bọt nước sông sâu. Hoang đến trong đời mà mình ao ước chỉ để ngắm ngùi. À cơ, dù biết rằng ao ước để rồi không, những phút giây nào lòng cũng chợt bâng khuâng, chợt nhớ chợt thương từng kỷ niệm đêm có một ngày đưa sống yên lành. Nhưng hạ cơ vẫn thường mơ mộng, nhưng mộng rồi lại khổ đau. Hà cơ đã thường mơ mộng. Hà cơ, em mơ mộng, em mơ mộng điều gì? Em yêu ai? Một giấc mơ tạo dựng tương lai, chôn quá khứ, chôn hận thù, sống yên vui một cuộc đời làm vợ. Em mơ ước được làm vợ. Hà cơ, nhưng mà người đó là ai? Em mơ ước được làm vợ ai hả? Người đó là... Là ai? Là... Là ai vậy hả cơ? Âu Thiên Vũ. Âu Thiên Vũ. Âu Thiên Vũ. Không, không thể được. Tại sao không thể được? Tại vì... Vì sao chứ? Tại vì... Vì sao? Tại vì Âu Thiên Vũ chỉ là một thằng ăn cướp. Tại vì... Phó trại chủ và Hà Cơ đã đi quá xa tưởng tượng. Cuộc đời của chúng ta làm gì có tương lai? Tại vì chúng ta không nghĩ đến đó thôi. Phó trại chủ đừng quên rằng chúng ta đã sống quay lưng về phía ấy. Thôi, tốt hơn hết là chúng ta đừng nghĩ ngợi gì cả. Bây giờ cả hai hãy tìm cho ta 4 tên quân tinh nhuệ, đột nhập vào phủ Kiến An, bắt cho được tiểu thơ Hà Như Thủy, con gái quan tri phủ Kiến An, Hà Diên Trúc. Đại Dương, nhưng mà bắt cóc người con gái để làm gì chứ? Không cần hỏi nhiều lời, đây là lệnh của ta. Tất cả hãy lên đường, nhớ bắt cho được người con gái ấy. Xin tuân lệnh. Phó trại chủ, chúng ta đi. Nhà ngươi là ai? Là ai cũng được,
Nhà ngươi đây là... lạ hay là quen? Lạ hay quen gì cũng được. Nhà ngươi nói gì ta không hiểu gì cả. Muốn hiểu thế nào cũng được. Nhà ngươi làm cho ta khó chịu quá. Ồ, cái bản tính của ta thích làm cho người khác khó chịu gì mình. Thôi, ta không muốn nói nhiều chuyện nữa thôi. Ta muốn biết nhà ngươi là ai. Nếu nhà ngươi không nói thì Âu Thiên Vũ này. Hả? Nhà ngươi là Âu Thiên Vũ? Thảo nào. Thảo nào cái gì? Nhìn nhà ngươi ta biết ngay là... là cái gì? À cướp. Sao mà nhà ngươi nhiều chuyện như là con gái không bằng vậy đó? Thì ta là con gái chứ sao? Phải, ta là đàn ông, ý là con trai chứ bộ à? Bây giờ ta yêu cầu nhà ngươi phi rời khỏi nơi đây. Nếu không... Ê, khoan. Sao? Khoan sao? Đứng lại. Ý trời đất ơi, làm hết hồn cái gì á? Nói đi. Nhà ngươi muốn cái gì? Nếu ngươi biết điều thì phải chia hai đều, nhà ngươi sắp hơn. Ta đang có quyền lợi gì mà bảo rằng ta sắp được hưởng? Nghe nói nè, nhà ngươi cho tay say bắt con gái quan tri phủ, bắt để làm gì nếu không phải đòi tiền thưởng? Nhà ngươi nghe ta nói nè. Nói đi. Đừng lấy tâm địa sâu xa mà suy đoán gì cuộc người. Ta bắt như thủy để làm gì cũng là việc của riêng ta, đâu có dính dáng gì đến nhà ngươi. Việc chi dính líu đến nhà là dính líu đến ta đây. Cái gì? Ngộ ha. Nhà ngươi là gì của nàng? Nàng là gì của nhà ngươi? Nghe ta nói nè. Nói đi. 10 năm trước đây, khi hai gia đình còn nghèo khó, cùng hứa hôn trao đến ước để làm tin. Cách đây 3 năm, khi hai đứa trẻ bắt đầu khôn lớn, thì cha của nàng may mắn trở thành quan tri phủ. Lời hứa hôn ngày xưa đã bị người ta xóa bỏ, còn nhục mạ phụ thân ta cay đắng đủ điều. Và phụ thân nàng đã dứt đồ sính lễ ra sân, cho gia nhân đuổi thân phụ anh ra khỏi huyện đường và nói rằng không hề quen biết. Kìa, nhà ngươi, tại sao nhà ngươi lại biết rành như thế? Tại vì tôi đoán thử như vậy mà không ngờ trúng ăn bạn. Nhà ngươi hay à, đoán thử mà trúng quá ha. Phải. Vì thế cho nên phụ thân ta quá quốc ức, sinh ra bạo bệnh mà chết đi. Phải chết trong cái nghèo nàn, trong cái bạc đãi của người bạn xưa. Và ta đã thề rằng ta sẽ... Trời ơi. Vì thế nên ông trở thành tên tướng cướp. Phải. Đã 3 năm rồi ta cướp của sát nhân, ta quên đèn quên sách, ta học cách giết người cố quên đi nhân nghĩa. Cuộc đời đã dạy cho ông tánh bao tàn chém giết, tôi sợ có một ngày ông phải đền tội lỗi. Ta còn biết chọn cho ta một cái chết sau cùng. Ta đây đã quyết định rồi, dù rằng sự thể có ra sao. Thật tình tôi đã hiểu về ông và đã hiểu câu chuyện đau buồn mà ông vừa kể tôi nghe. Phải, vì thế mà ta trở thành một tên ăn cướp. Mặc dù ta vẫn còn yêu nàng.
thèm nhà ngươi đâu. Nhà ngươi nói không thèm cái gì? Ta không thèm lấy nhà ngươi đâu. Hả? Nhà ngươi không thèm lấy ta hả? Ê, không phải. Ta nói là ta không thèm lấy tiền chia hai với nhà ngươi đâu. Vậy mà ta tưởng nhà ngươi đòi lấy ta chứ. Bộ không được sao? Được chứ. Nhà ngươi mà với ta lấy nhau đó, chắc về nhà vui lắm á. Nhưng nếu nàng còn thương nhớ đến ông thì ông nghĩ là sao? Tại sao nhà ngươi biết nàng còn thương ta? Tại vì sao? Anh hãy nhìn cho kỹ, người đang đứng trước mặt anh là ai? Hả? Hoa Như Thủy. Vũ ca. Vũ ca ơi, từ độ xa nhau đôi người đôi nhà. Thủy nhớ mãi người chồng chưa cưới, mà định mệnh trai ngang đã đẻ chia đôi ngã đôi đường. Kẻ nhớ người mong cho sầu chất nặng sầu, kẻ bỏ ra đi người cúi đầu buồn bã, cũ tình mình rời ra sao anh. Kỷ niệm vui buồn trọn thuở ấu thơ, em sẽ nhớ mãi cho đến ngày nhắm mắt. Vô trọn đời mình đôi ngã cách ngăn, em vẫn muốn đời là người yêu bé nhỏ. Hà Như Thủy, anh không ngờ còn gặp lại em. Âu Thiên Vũ, Hà Như Thủy ơi, tình mình giờ giang dở, chuyện ngày xưa nhắc nữa chi đành chôn vùi kỷ niệm chuyện đôi mình, hãy cố mà quên. Nhớ ngày xưa mình ao ước một thiên đàng, có hoa bướm đón chào tình đôi lứa, mà giờ đây thiên đường sụp đổ, giấc mộng đâu đành tan vỡ gì đâu. Vẫn yêu anh như ngày cũ. Ta vẫn yêu nàng, có thay đổi gì đâu. Nhưng giữa hai người lớn đã dựng lên một ranh giới hận thù. Nếu bắt được ta, phụ thân nàng sẽ giết. Thôi, nàng hãy về đi. Âu Thiên Vũ, vừa mới gặp anh đã bảo là muốn gặp em lần sau cuối. Để làm gì? Sao bây giờ anh lại đuổi số em? Ta muốn gặp lại nàng để hát cho nàng nghe bài ca tống biệt. Bài ca tống biệt. Bài ca tôi thường hát trong những ngày thương nhớ vắng xa. Giờ hát lần cuối để gọi là vĩnh biệt. Ta mình đôi nơi người ơi.
ơi tình ta giờ chia xa. Tiếng đưa người nghe sầu vâng mi. Thôi thôi, nàng hãy về đi đừng nàng lại đây làm chi nữa. Bài hát vừa qua là những lần sau cuối rồi, mai đây mình không gặp nữa. Vô vọng đừng xót xa nhiều chuyện gian dở một lần yêu. Nàng hãy xem tôi như người xa kẻ lạ, để sau này nàng có lên kiểu cưới vô quy thì hãy nhớ một lần bài hát mũi tiếng đưa, rồi quên cả đi mà vui sống bên chồng. Âu Thiên Vũ, nhưng Thủy vẫn còn yêu anh. Nhưng Thủy không phải là người của tôi. Chúng ta không phải là người của tôi. Thủy sẽ về thưa lại với phụ thân. Đã hết rồi. Vì giờ đây giữa ta và cha của nàng là hai kẻ tử thù. Âu Thiên Vũ, em yêu anh. Đại Dương. Hạ Cơ, có chuyện gì? Phó trại chủ bảo tôi về báo Đại Dương tất cả đã sẵn sàng. À, nhưng Hà Cơ, chắc bây giờ Đại Dương không còn đi được nữa. Không, Như Thủy, đây là Hà Cơ. Còn Hà Cơ, đây là Như Thủy, người bạn của ta từ thuở ấu thơ. Em biết rồi, đây là Hà Cơ, người bạn của thuở giàu yêu của thời khôn lớn. Thảo nào vừa mới gặp, đại ca nói bây giờ thì em đã biết hết rồi. Không, Vinh biết không hả? À, Như Thủy, anh Hạ Cơ đây chỉ là phải rồi, Hạ Cơ chỉ là kẻ đứng ngoài rào tình cảm. Mai nhìn người ta ấm êm mà quên cả sương đêm đồ lành xuống vai gầy. Còn mơ nửa lâu cơn gió nào đưa lành vào thu, hay lạnh cả lòng mà lạnh cả không gian. Đại Dương ơi, Hạ Cơ sẽ đi vào sương gió đêm trường, gương bao trên vai mịt mài lưng. Vừa quang tàn Hạ Cơ sẽ tìm quên. Không, Hạ Cơ, Hạ Cơ đi đây. Hạ Cơ nàng đã đi rồi. Vũ Cam, thời gian là liều thuốc để đổi thay lòng người. Giữa Thủy Giang không biết bây giờ ai là người có lỗi.
Hà Như Thủy. Chú Cát đừng nói gì nữa hết, em hiểu hết rồi. Em biết hết trơn rồi, đừng có nói gì hết trơn. Em phải tin anh. Tin cái gì? Ngố nè Minh ơi, ở đây có hai vợ chồng này dẫn nhau nói chuyện ngố lắm nè Minh ơi. Nè cô bé, cô bé ở đâu mà tự nhiên lại đây nói hai vợ chồng? Nhà ngươi không có được quyền hỏi, mà chỉ chờ nghe. Nếu ta có hỏi thì mới trả lời. Nè cô bé đừng có hỗn láo nghe chưa. Nè cô bé, năm nay cô bé bao nhiêu tuổi rồi? Ta hả? Ừ. Năm nay ta 16 tuổi, biết yêu sơ sơ thôi. Con nít quỷ. Nhưng... trời, trời Minh ơi, biết đâu thằng cha này chủ em cũng nứt quỷ cái đại quân ơi. Này không nít, còn nhà ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Còn trẻ lắm, mới có 25 à. Nhà ngươi 25 tuổi, ta 16 tuổi. Không sao, vậy là nhà ngươi lớn hơn ta 9 tuổi. Nhà ngươi có thể làm chồng của ta được rồi đó. Trời đất ơi, cô bé này sao mà nói chuyện gì kia vậy? Ê, cô bé kia. Dạ. Nghe tao hỏi nè, cô bé đừng buồn nha. Hả? À, hỏi tự nhiên đi, từ nhỏ lớn ta không có biết buồn giận ai hết á. Cô bé có khùng không? Hả? Dạ. Tôi còn nhỏ tuổi, lời nói không được nhã nhặn, xin vị hãy tha thứ cho. Không có chi. Đó, đó đấy chưa? Đấy chưa? Đại Huynh Binh người ta nghiếp em đấy chưa? Thì ông mỗi... biết đâu. Đi cưới vợ cho Đại Huynh chứ bộ, bộ đi cưới chồng cho em sao? Không biết đâu, Đại Huynh đến phủi cái A một mình đi. Nè, chứ thiền muội, đáng lý anh đã đuổi em về lâu rồi, vì trên đường đi, em chỉ làm bực mình anh mà thôi. Bây giờ Đại Huynh đổi không? Em đi. Em đi đâu? Em đi kiếm nơi nghỉ mệt. Mệt rồi. Dạ. Xin vị vị bỏ lỗi cho và cho tôi hỏi thăm, đường từ đây đến phủ Kiến An còn bao xa nữa? Ông đến phủ Kiến An đây làm gì? Để cưới vợ. Cưới vợ? Dạ. Kìa, dường như cô nương có điều gì sửng sốt. Không, không có. Tôi là Chiêu Nhật Nam, con trai quan tổng đốc Tứ Xuyên, và người vợ sắp cưới của tôi là Hà Như Thủy. Hà Như Thủy, nàng phản bội ta à? Hả? Nàng đây là Hà Như Thủy à? Còn kẻ này là ai? Ta là kẻ kém hơn người dân lương thiện tầm thường, nhưng hơn một viên tổng đốc thối nát. Thôi cầm đi, ta sẽ giết nhà ngươi. Vì tội dám ăn nói ngang tàn, động đến ta là con trai quan tổng đốc đương triều. Tội thứ hai, nhà ngươi toan giấu nhẹm, có mặt nơi này với người vợ chưa cưới của ta. Nhà ngươi ăn nói ba qua còn hơn một thằng vô loại. Đừng tưởng rằng lúc nào mình cũng hơn thiên hạ. Trên cõi đời này chưa chắc ai được hơn ai. Thôi cầm đi, đừng nhiều điều lắm chuyện, ta muốn giết nhà ngươi lúc nào cũng được. Nhưng chưa vội ra tay vì ta muốn biết nhà ngươi có liên quan gì đến người con gái kia không. Chúng tôi yêu nhau từ lâu lắm rồi, thuở hai đứa còn trong lứa tuổi ngây thơ, cho nên cả hai mới cùng hò hẹn đến nơi này. Chúng tôi tình cờ gặp lại nhau thôi. Lão Như Thủy, nàng tưởng rằng ta ngu dại không biết được những việc làm của nàng sao? Ngay bây giờ nàng hãy theo ta về phủ Kiến An rồi nàng sẽ rõ. Tôi không đi đâu. Nếu muốn đưa nàng đi, phải để lại đây 300 lượng vàng. Và ngươi là ai mà lại đòi tiền chuột mãn? Trại chủ Hắc Ưng Âu Thiên Vũ. À, thì
thì ra ngươi là một tên ăn cướp. Rất tiếc hôm nay ta không có mang vàng, mà chỉ mang theo bên người một thanh kiếm thép. Trời ơi! Cả hai đừng đóng tù. Hà Như Thủy, nếu ta có chết vì tay của hắn, nàng hãy cầu nguyện cho ta để linh hồn ta bớt cô đơn. Như Thủy chết đó. Vì ngày xưa ta cũng đi hỏi vợ như ngài, ta đã bị người ta phụ bạc, thì hôm nay ta lại nỡ nào giết nhà ngươi sao? Ta hay đi, tất cả hãy đi hết đi, đi hết đi. Chịu các anh. Dạ. Như Thủy, nàng cùng đi với ta. Âu Thiên Vũ, nhà ngươi cho ta biết tên đi. Âu Thiên Vũ. Âu Thiên Vũ. Mai mốt về ta, ta hỏi cưới nhà ngươi nha. Hạ cơ đã kiểm điểm quân binh chưa? Phó đại chủ đã kiểm điểm quân binh. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Tốt lắm. Quân bao vây tứ phía, không cho một tên cướp nào trốn thoát. Tại sao lại vậy? Tại sao cơ mưu và tâm tích của chúng ta bị bại lộ? Ắt có kẻ nào tạo phản đây? Kẻ nào? Hãy xuất đầu lộ diện. Ta Hà Viên Trúc. Hà Viên Trúc, tên khốn nạn, đồ phản bội. Cầm ngay, ta sẽ trừng trị thẳng tay một thằng con nít tranh không cha không mẹ, dám ăn nói ngang nhiên không nể trọng một ai. Bao nhiêu năm trời cách xa nhà ngươi, vẫn là con người thủ đoạn, vẫn với giọng nói kiêu căng của một kẻ bất nhân. 3 năm ta đổi trên đầu một mảnh khăn tang, vì cái chớ tuổi hơn ngày trước của sông Tân, mà chính thật ra là do nhà ngươi gây nên tội. Phản bội lời giao ước ngày xưa chỉ vì ngôi vị cao sang, đó là hành động thức thời của những kẻ biết tiếng thần. Ta không giải gì chấp nhận lời cầu hôn của một kẻ nghèo hèn đòi kết nghĩa với một ông quan. Tâm địa của một ông quan mà vô cùng hèn hạ, có gì đâu mà vỗ ngực khoe khoang, không biết nhục hay sao? Cô bé là ai mà tại sao dám ngang nhiên hỗn xược chứ? Tuổi đời được bao nhiêu mà nói năng nghe không lễ độ. Ta không cần gì lễ nghi, với một kẻ không đáng mặt ta nể nang. Cô bé không sợ chết hay sao? Chết à? Người của trại Hắc Ưng chúng ta không bao giờ sợ chết. Lần chót, ta khuyên tất cả hãy buông khí giới quy hàng. Đại dương! Buông khí giới quy hàng, đừng hòng. Hạ cơ,
hãy rời khỏi nơi đây để mặc tình đại ca. Không, nhưng còn Đại Dương. Không sao. Đương lệnh. Xin lại. Chết. Đuổi theo. Sát nhân là cái tên của tôi, chứ tôi không có giết người lần nào hết trơn á. Nhà ngươi tên là sát nhân? Dạ đúng vậy, chém đâm lụi sát nhân á, tên tôi. Thiệt mà, cái đồ ác đất mà, cái đồ vô duyên sát âm đất mà. Nói thiệt, cái đồ vô duyên đó là ác đất sát nhân lắm nè. Ủa, cô nương chửi ai ác đất vậy cô nương? Ta chửi cha, chửi mẹ nhà ngươi cha. Trời ơi, hết chuyện rồi, cha mẹ tôi mà cô nương chửi. Chứ không phải sao? Sao phải? Cha mẹ của nhà ngươi đặt cho nhà ngươi cái tên là sát nhân, không bằng kêu lính bắt nhà ngươi cho sớm. Nhưng mà con nương phải ha. Trời ơi, cha mẹ tôi không hết tên đặt rồi sao mà đặt sát nhân? Sao không đặt sát trùng cho tôi đỡ khổ? Nè, nghe ta hỏi nè. Dạ. Nhà ngươi vào đây làm gì? Dạ thưa cô nương, tôi vào đây để kiếm đại ca Âu Thiên Vũ. Ăn cướp! Đừng rống hổng kêu la mà hãy thằng sát nhân bớ bà la sát. Ta tuy làm nghề ăn cướp nhưng chưa hề cướp của, thì tội tình chi mà phải chịu vô tù. Đừng hại ta vì thấy ta còn nhỏ dài ngu khờ. Ta nói thiệt, trước kia ta làm nghề chủ quán ở nơi này được mấy năm nay. Cách đây mấy hôm trước có bọn cướp hung hăng chạm trán với binh lính, hai bên đánh nhau một trận long trời lở đất. Số ta còn xui nên phải đành dẹp tiệm và bỏ trốn theo luôn, vì sợ liên lụy đến thân mình. Chỉ là một tên cướp bất đắc dĩ thôi phải không? Dạ đúng. Dạ cô nương đừng la tội nghiệp em. Ta thương nhà ngươi rồi đó. Nhà ngươi có thương ta không? Má ơi, con tới số rồi má ơi. Đúng theo lời má nói không sai mà, tuổi con năm nay có sao chổi chà chiếu mạng. Ôi đời ta sao ba chìm bãi nổi, nỗi nỗi chìm chìm khiến ta mệt ngất ngư. Bởi vậy sách có câu hồng nhan đa trưng, trai má hồng thì thường luôn luôn bạc phận mà. Phải chi ta được sanh ra làm đàn bà con gái, tối ngày ăn ngủ ở không thì sung sướng biết chừng nào. Rồi mai mốt này thôi cũng đành chịu cảnh bèo dạt qua trôi, đời ta phó mặc như con thuyền trong bến. Ta chỉ cầu mong trời đừng nổi cơn sóng dậy, để cho khách má hồng đừng chịu nổi gian truân. Những người coi cũng được quá chứ. Ta cũng còn ngon lành lắm. Nè, bây giờ nhà ngươi bước tới ba bước tao coi thử coi. Dạ bước tới hả con đường? Chi vậy? Lẹ lên. Dạ bước. Lùi ba bước ta coi thử coi. Được lắm. Coi cũng được quá chứ. Ta cũng cảm thấy ta còn được lắm. Nè, bây giờ ta hỏi thiệt nhờ ngươi nha. Con nương muốn hỏi gì hỏi đi, tôi bình dân lắm. Hỏi đi chứ đừng bẻ mình. Bây giờ nếu ta cưới nhà ngươi làm chồng á,
nhà ngươi có buồn không? Cô nương định cưới ta làm chồng. Ủa? Ôi má ơi, người ta muốn cưới con làm chồng nè má ơi. Ủa, má nhà ngươi đâu đây mà nhà ngươi kêu vậy? Không, má ta chết rồi. Nhưng mà điều má ta khó tánh lắm, không biết là bà có chịu gả ta cho cô nương làm chồng hay không. Thôi mà thôi kệ, 12 bến nước trong nhờ đục chịu mà. Cô nương à, cô nương định cưới ta phải không? Vậy chứ cô nương định đặt cọc trước nhiêu vậy? Đặt cọc? Đặt cọc cái gì? Tiền. Tiền? Không nói giấu gì với cô nương nè, ở đây nhiều đám hỏi tôi lắm rồi, mà điều đặt cọc không đủ số, tôi đâu có chịu. Thành ra tôi mới phòng không lẻ bóng đó cô nương ơi. Mà nhà ngươi định đặt cọc bao nhiêu vậy? Không bao nhiêu đâu, lẻ lắm cô nương ơi. Lẻ lắm hả? Nhưng mà bao nhiêu thôi? Tâm lượng bạc hà. Gì dữ vậy? Gì đâu dữ. Cô nương không thấy sao? Thấy không? Một sao? Chàng con trai còn nheo nhẹo, mới ra đời thì đâu có mắt phải không? Thôi được rồi, để về đến Tứ Xuyên đi, ta sẽ có tiền chồng đủ cho nhà ngươi ha. Thôi vậy không được đâu, làm ăn dễ dễ thất bại lắm. Sao à, vậy? Có tiền đưa trước lần một hà, có không? Ta đâu có tiền đây đâu. Không có hả? Không có, tôi phiền cô nương đợi khi khác nữa ha, tôi đi kiếm mối khác. Trời ơi, bây giờ nhà ngươi bỏ ta đi, bỏ ta lại là bây giờ nè. Trời ơi, đừng la, tội nghiệp con, tội nghiệp con hả ơi. Đừng la, đừng la. Trời ơi, dụ dỗ không được là định cái dùng thế vũ phụ hay sao? Không, cô nương ơi, không, tôi đâu có nói gì đâu, trời ơi. Sao tự nhiên? Nói gì không? Đâu có, tôi thấy cô nương đẹp quá. Cô nương ơi, tôi hỏi thiệt cô nương nghe. Chẳng hay cô nương có khùng không? Còn... Vậy là đúng rồi. Trời, trời, bây giờ nhà ngươi nói ta khùng bá. Đâu có. Ta la lên trường ta nghe nè. Không có. Ta đâu có nói cô nương khùng hồi nào đâu. Vậy là ngươi nói gì đó? Ta muốn hỏi cô nương ngủ có văn mùng không? Có chứ. Trời ơi, đứng đây một hồi lát nữa nó la lên một cái ở tù sớm mất. Trời ơi, làm sao đi hỏi đi. Ê, nó lấy bạn gì đó? Đâu có nói gì. Không có nói gì đâu. Nói gì đó? Không, ta không có nói gì cô nương hết. Ta nói ta thương cô nương lắm. Ồ, thương trai được à? Ta thương muốn gần chết vậy đó. Ta chịu lắm. Ta nói thiệt, ta thương ghê lắm. Dạ bẩm đại quan mới đâu. Dạ bẩm đại quan mới đâu. Ây, trời, tên kia đứng lại, bỏ ta đi mấy ông. Chiều các anh, em vừa gọi ai đó? Dạ không có gì hết đây này Quỳnh. Đây Quỳnh nè, chừng nào mình mới trở lại Tứ Xuyên? Khi xong khu lệ. Đây Quỳnh ơi, em thấy đại tẩu có lánh mặt đây Quỳnh hoài à. Người ta không thương mình thì thôi, mình đeo đuổi làm gì. Đây Quỳnh nè, không ấy mình về mình kiếm nhỏ nào khác mình cưới chắc ăn hơn đại huynh. Im đi, em biết gì chuyện người lớn mà nói. Đại huynh không cho em nói nữa không. Đại huynh nè, cưới vợ xong rồi cái đại huynh có cưới chồng cho em không? Thôi mà, cái con nhỏ này ăn nói thật là đùng, không sợ người ta tiếc sẽ cười tinh. Ai đợi con gái mà đòi đi cưới chồng? Mình cưới nó, mình nắm đầu được nó. Nó sợ mình thì mình dễ hạnh phúc. Thôi, đừng có nói chuyện trẻ hơn con. Người ta nghe được, người ta sẽ dễ cúi đầu. Đại quân Chiêu Nhật Nam à. Có cả Chiêu các anh đây nữa à? Con xin kính mừng bá phụ. Sao, mấy hôm rồi anh em ở đây vui vẻ cả chứ? Dạ, vui thì cũng có vui, mà buồn thì cũng có buồn. Có chuyện gì mà Chiêu các anh buồn? Dạ, Chiêu các anh thì không có gì buồn hết á. Buồn là buồn cho đại huynh của cháu kìa. Ai đời gần ngày cưới rồi mà cô dâu bỏ đi đâu mất tiêu. Để chú rể ôm mối tình sầu đi xuống đi lên. Chiêu Hiền Muội, em không được quyền vô lễ với bác phụ nhé. Bây giờ đại huynh không bằng lòng phải không? Thì em đi. Kính chào bác phụ. Chiêu Việt Nam, con hãy yên lòng. Hôn lễ sẽ được cử hành. Con sẽ được rước dâu về Tứ Xuyên. Không, hôm lễ sẽ không được cử hành. Nhà và nhà ngươi không bao giờ rước dâu về Tứ Xuyên. Nhà ngươi là ai? Đại chủ là Âu Thiên Vũ. Tại sao nhà ngươi là báo mặt? Tại vì đời
kẻ ta nên ta không muốn cho đời thấy mặt. Giàu dạ. Đến đây, giàu đến đây là nhà ngươi tự tìm đường vào cổ chết. Và ngươi chỉ là một thằng ăn cướp, một thằng vô lợi. Phải, ta là một thằng ăn cướp. Sau khi đã bị người ta lừa gạt, ta cướp của, ta giết người khi biết mình đánh mất một tương lai. Nhà cô, câu chuyện như thế nào? Hay là để con được từ hôn trở về quê quán? Đúng, nhà ngươi nó trở về quê quán đi. Được, ta sẽ rời khỏi nơi đây. Nhưng trước khi đi, ta muốn biết rõ mặt nhà ngươi là ai. Ây! Ây! Kìa, Hà Như Thủy, tại sao con làm như thế? Tại vì con đã yêu. Con đã yêu à? Yêu kẻ cướp là có tội, cha sẽ giết con. Dân dân ta phụ thân giết con đi để bảo vệ gia phong và lễ giáo. Chứ làm thân gái hai chồng con cũng khổ suốt một đời rải rứt mãi không yên. Thà con chết đi để giữ vẹn lòng mình, không sợ đời đổi thay, mình đã phụ bạc tình xưa. Lời giao ước xa xưa ta đây đã hủy bỏ lâu rồi. Khi cha mẹ nó qua đời, tất cả đều đổi thay. Cuộc đời dù có đổi thay, nhưng không thay đổi được lòng người cho đến một kiếp nào. Con vẫn nhớ hoài tuổi ngây thơ. Đứng trước hoàn cảnh này đây, ta nghe chua xót thân mình. Vì trên bước đường tình, ta chỉ là một kẻ đến sau. Chiều Nhật Nam, con đừng nghĩ xa xôi, cuộc hôn nhân sẽ được thành hình. Cha đây đã quyết định rồi, không có gì thay đổi. Trời. Ôi cuộc đời con gái tôi đành chịu dở dàng. Sao trời đại đoá kiếp hồng nhan, trói buộc vào trái ngang. Dạ. Điều chi? Chi cho tôi được ánh quân lanh cây náo lộn trước cổng đường. Được, ta sẽ ra ngay. Tôi lên. Rồi, hết chỗ rồi. Dạ, cứ nhạc phụ. Cô sao ngoại thử xem sao? Hà Như Thủy, con đừng nhớ rằng cuộc hôn nhân này do cha quyết định. Con không thể yêu thằng ăn cướp vì nó chỉ là một tên vô lại. Đó là một thằng vô loại, không mẹ không cha. Bị đời hất hủi nên nó đã trở thành ăn cướp. Ô Tiên Vũ, nhà ngươi vào đây. Ta vào đây, ta vào để chỗ chết là ta ngang nhiên không sợ chết. Nhà ngươi vào chỗ chết mà dám ăn nói ngang nhiên à? Để ta cướp những vàng bạc châu báu tại phủ Kiến An để làm giàu hơn thiên hạ. Ô Tiên Vũ, mày phải chết. Cha, cha đừng giết anh ấy. Con kiếp, tao giết mày. Giết mày! Không, không cho vô, đừng giết cha em! Ta không giết nhà. Vì ta còn yêu nhà. Ta không muốn cho người mình yêu phải khổ. Thằng phản bội! Âu Thiếu Vũ, hãy buông gươm hạ
ba qua mà tưởng rằng gạt được ta. Đại chủ hắc ưng đã từng quánh liếp một rồi, đến giờ đấy không còn gì tất cả. Hàng ngũ tam đội chỉ còn lại có nhà ngươi. Nếu biết điều hãy chịu bó tay. Đừng nhiều lời với trại chủ hắc ưng, dù chỉ một mình ta vẫn ra tay. Đó là nhà ngươi tự chuốc quán cho mình sự giải dỗ công cụ của một tên cướp háo danh quân. Bắt lấy nó. Dẫn ra pháp trường chờ ngài hành quyết. Đại quan, xin cho tôi nói một vài lời với Âu Thiên Điều. Được, ta sẽ chiều ý nhà ngươi. Ta sẽ không bắt tội cô gái này. Khi nào nhà ngươi trở lại, ta sẽ ban thưởng 100 lượng vàng như lời đã hứa. Như Thủy, theo cha. Đi. Dương. Một trăm lượng vàng. Dư Hải Long, nhà ngươi phản bội ta chỉ vì 100 lượng vàng đó. Đại Dương, chỉ vì 100 lượng vàng. Đại Dương, không phải chỉ vì 100 lượng vàng, mà là vì... Vì sao? Bộ trại chủ hãy nói đi. Vì sao? Vì Hạ Cơ. Vì Hạ Cơ. Phải, vì Hạ Cơ. Dư Hải Long, Hạ Cơ, ta đối xử với các người có tệ bạc lắm không? Ta đối xử với các người có bạc đại lắm không? Có không? Tại sao các người đành lòng phản bội ta? Dư Hải Long, ta biết nhà ngươi yêu Hạ Cơ mà phản bội lại ta. Còn ta, ta cũng vì yêu mà chịu khổ như thế này. Nhưng ta có bao giờ ta phản bội ai đâu. Ta có bao giờ ta phản bội ai đâu. Đại Dương, dù có đôi lúc ta cũng chán trường tuyệt vọng. Đại Dương. Hạ Cơ, hãy đưa cho ta bầu ngày xưa khi kết nghĩa kim bằng ba giọt máu đào thề đồng sanh đồng tư. Bây giờ ta trao trả các người những giọt máu ngày xưa. Đại Dương, những giọt máu ngày xưa ta xin trả lại và uống đi cho cạn tình cạn nghĩa và cạn dòng máu tim ta. Mai mốt này chắc mình không còn gì với một lần này thôi, rồi chia tay mọi người chọn cho mình một tương lai. Ta chỉ cầu mong cho các người được hạnh
uống bầu rượu này đây sẽ không bao giờ gặp mi mặt. Từng giọt máu ngày xưa thốt lên lời oán hận, một thằng bạn bất nhân đi mang xe cuộc đời. Thôi còn gì đâu nữa, tình nghĩa xưa đành kẹp lại thiên thu. Người hãy hướng mắt về tương lai và hãy đặt chân lên coi thiên đường và quên bỏ đi những gì trong hiện tại. Vì lòng người đổi trắng thay đen, thật không biết đau lòng. Đừng trách chi nhau trong giây phút sau cùng. Ta hãy uống cạn bầu rượu này rồi chúng sẽ không còn gì với nhau. Đại dương, Hạ Cơ, hãy uống đi, uống đi. Đại dương, Hạ Cơ không thể nào. Uống. Dư Hải Long, uống đi. Đại dương, uống đi, uống đi. Trời ơi, Âu Thiên Vũ đã hết thời. Âu Thiên Vũ sẽ chết, chết cô đơn mà không có người đưa tìm. Không, Âu Thiên Vũ anh không thể nào chết được. Nếu anh chết thì Thủy sẽ chết bên anh. Hà Như Thủy. Lòng sâu thương nhớ bao ngày qua, ngày thơ vẫn dương mắt anh sầu đau. Ôi hết rồi, bao nhiêu mơ ước tan rồi. Người yêu ơi, còn đâu mơ ước năm nào. Yeah.
suýt chết trong âm thầm lặng lẽ cùng nàng thì sắp sửa du quy. Âu đó cũng là do nơi định số mà mỗi con người đều nhận một hoàn cảnh riêng tư. Thùy ơi anh yêu em và yêu em mãi mãi, dù mãi đây mình vĩnh biệt nhau rồi. Không, dù ơi Thùy sẽ không bao giờ vô quy xuất gia. Thùy sợ vậy trọn đời Thùy sẽ chết theo anh. Thùy ơi nếu còn yêu nhau thì còn nghĩ về nhau, em cố sao cho mình hạnh phúc. Dù ta chết đi nhưng ta vẫn cầu mong cho đời Thùy được bình yên trong cuộc sống sau này. Mộng ước Thùy còn xanh và đời em còn dài, thì hãy cố quên đi tạo một tương lai đổi khác. Rồi mai đây Thùy theo chồng cùng về nơi xứ lạ miền xa. Thùy hãy quên đi chuyện thằng dù ngày xưa cho người ta, quên đi trong giấc mộng tôi âu thơ đã chết rồi, trong quá khứ thì nhớ lại làm gì cho dưới bận mà thôi. Dù dù ơi Thủy biết phải làm gì? Bằng lòng với hiện tại. Nhưng hiện tại không có con đường nào dẫn đến tương lai. Không có anh Thủy đã mất tất cả rồi. Hãy quên anh và hãy theo chồng, rồi tất cả sẽ qua đi. Nhưng Thủy vẫn còn yêu anh. Chung Thủy quá để làm gì? Để không về làm vợ của người ta, để cùng với anh cho trọn tình trọn nghĩa. Rồi chốc lát nữa đây ta sẽ chết. Không, Vũ ơi nếu anh chết đi em sẽ để tang cho anh, và xin cấn nguyện cho linh hồn anh được bình yên nơi cõi chết, cho lòng em vơi bớt nỗi thương tâm trong phận gái ai chồng. Nếu anh chết đi thì em sẽ cô đơn với ngày tháng lạnh lùng. Ngày trước chúng ta đã cùng nhau đính ước thì chuyện vợ chồng kể như đã trăm năm. Nhưng đến giờ này chúng ta không được thành thân, vì tất cả đã lỡ rồi câu duyên nợ. Cô dâu ngày xưa đã bạc tình bạc nghĩa, sắp khoác áo dù quỳ cơ bước theo chồng. Vũ ơi nếu một mai Vũ có đi xa và Thủy có theo chồng về nơi xứ, xin giữ cho nhau chút kỷ niệm thời thơ ấu, để nhớ muôn đời một mối tình thiên thu. Hà Như Thủy em... Âu Thiên Vũ, em vẫn yêu anh. Thì hãy nắm tay nhau bỏ trốn đi xa, đi tạo dựng một thiên đường. Chưa công tử. Hãy đứng yên, hãy để cho ta nghe trong lòng ta đang sao trộn. Ở nơi đây ai là người của tôi? Tình yêu không có tội. Phải, tình yêu không có tội, nhưng nàng có tội, hắn có tội. Tội đã làm cho ta đây đau khổ. Chiêu công tử, tôi biết phải làm gì bây giờ? Ta nói ra và các người phải chọn một trong hai điều sau đây, để không ai ân hận với mối tình đầu trái ngang. Một là ta về quê cũ một mình,
hay là hôn nhân phải tiếp tục nguy cử hành. Có gì đâu mà nhà ngươi phải chọn, cứ giết ta rồi hôn lễ được yên thân. Ông hãy chọn đi điều ông quyết định, con đường nào đã chọn cho ông. Một là ta giải thoát cả kia để nàng cùng gã bỏ trốn đi xa đến một phương trời vô định. Hai là gã phải chết đi để cho ta không còn thấy mặt gì trong cuộc hôn nhân không thể có. Nàng hãy dọn đi điều ta nói vừa rồi, nếu nàng dám ngang nhiên dẫm lên luân thường đạo lý thì ta cũng mới bằng lòng trở lại kiếp mới cô đơn. Rồi đây với người đời ta sẽ tìm cách biện minh rằng cuộc hôn nhân bất hạnh vì có nhiều điều không hợp lý. Để nơi phương trời xa nàng sống êm đềm hạnh phúc trọn hưởng yên vui cùng với một dân tình. Không, tôi không muốn trốn đi xa dù thật rằng tôi còn yêu anh ấy. Tôi không muốn mình là một đứa con bất hiếu mà dậm chân lên đạo lý luân thường. Nàng không dám cùng gã bỏ trốn đi xa vì còn nghĩ đến luân thường đạo lý. Nàng không dám chà đạp lên nhô phong lễ giáo vì sợ người đời nặng tiếng mỉa khinh. Vậy thì hãy ở lại đây, chính tay ta sẽ giết gã thứ ba con trong cuộc, để cho hôn nhân từ đây không điều trắc trở và ta sẽ qua đi cơn ác mộng mới qua rồi. Chỉ có con đường duy nhất đó mà thôi, nàng hãy chọn đi để rồi ta đây quyết định. Thà rằng đánh mất mùa xuân còn hơn thấy mùa xuân đến mà sầu giấc trong lòng không biết có nào nguôi. Chiêu công tử, nàng không chọn được điều gì hay chính ta sẽ giết gã. Đừng, chiêu công tử, chiêu công tử đừng giết anh ấy. Nàng không dám bỏ trốn đi xa, nàng cũng không muốn nhìn người ấy chết. Trời ơi, hay là ta sẽ tự giết ta. Chiêu công tử, chiêu công tử ơi, xin chậm lại giây phút mơ. Đừng buồn tôi phải ra tay, dù ơi từ nay mình đã mất nhau. Trời ơi, người ta thương em phải yên anh. Nàng, nàng hãy xuống gươm đi, đừng suy tư. Ta chết đi, ta cùng vui lòng. Dù, dù ơi, nếu một mai đời thủy có đang sâu, thủy vẫn mong anh đừng chết bao giờ, để thủy còn giữ trong lòng kỷ niệm ngày xưa. Xuống tay đi, hãy chém rụng cánh tay của hắn nếu muốn Âu Thí Vũ có mà sống. Không, tôi không thể, tôi không thể nào làm như vậy được. Như Thủy, trời ơi, nàng không muốn nhìn hắn chết hay là ta sẽ tự xử lấy ta. Chiêu Nhật Nam, con không nên dạy dột.
Âu Thiên Vũ. Âu Thiên Vũ, mày đã phá vỡ hạnh phúc của con ta và lời hứa thống đốc Tứ Xuyên, làm cho Nhật Nam thất vọng đau buồn. Không ai dạy gì mà gả con cái thằng ăn cướp. Tao phải giết mày để bảo vệ cuộc hôn nhân. Cha, xin cha để cho chàng được bình yên. Con bằng lòng chấp nhận cuộc hôn nhân. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn in bóng của người yêu, thì cuộc hôn nhân này có nghĩa lý gì? Thôi đừng nhiều lời, ta đã quyết định giết câu Tiên Vũ. Không, con không có thể giết câu Tiên Vũ. Quân, lôi xác nó ra khỏi cửa đường. Âu Thiên Vũ, đừng quên rằng gươm ta có tẩm thuốc độc. Rồi đây mày sẽ mất một cánh tay. Mất một cánh tay, mày sẽ không làm gì được ta. Sát cánh bên tôi và được đại quan hứa cho lời tha thứ tội. Cô gái này cũng đẹp đi chứ. Được, ta vẫn giữ đúng lời hứa. Phần thưởng này hãy nhận lấy. Xin đa tạ đại quan, xin đa tạ. Con đại chủ, con đại chủ. Hà Cơ ơi, Hà Cơ đâu rồi? Hà Cơ đây. Đôi mắt của ta, ta đã mù rồi. Ta đã phù rồi Hà Cơ. Hà Viên Túc, người đã phản bội lại lời hứa. Không ai dạy gì giữ lời hứa với một thằng ăn cướp. Hà Viên Túc, thằng khốn nạn. Ra chết. Quân, bao chi tất cả nơi đây, đừng để một thằng ăn cướp nào lọt khỏi phủ đường của ta. Ta đi, chút lát ta sẽ trở lại và cùng Hạ Cơ hưởng một đêm dài hạnh phúc. Trời ơi, đôi mắt của ta. Hạ Cơ ơi, em đâu rồi Hạ Cơ? Em đâu rồi? Hạ Cơ đây. Hạ Cơ, Hạ Cơ. Ôi trời chú. Ôi trời chú. Hạ Cơ, Hạ Cơ ơi, ta quỳ xuống đây xin Hạ Cơ tha tội vì ta đã làm khổ Hạ Cơ nhiều. Ôi trời chú. Và ta đã tự làm khổ mình, kể từ đây thôi hết rồi, ta có còn gì ao ước nữa đâu. Đời như một bể dâu, khiến cho người phải chịu cảnh thương đau, với bao nhiêu chuyện cơ cầu mà không trọn niềm ước mơ. Rồi đây sống cảnh mù đuối, ta đi mãi với cuộc đời. Mùa xuân đã bỏ ta rồi, cho sầu khép lại thiên thu. Xin phó đại chủ hài yên tâm, Hạ Cơ sẽ theo mãi bên người để cùng nhau dắt điều đi
tìm lại mùa xuân. Hà ơi, mùa xuân đã bỏ ra đi, và kể từ đây ta không bao giờ nhìn thấy nữa. Dù năm nay mùa xuân còn chợt đến, nhưng người chờ đón xuân sang không được ước ao nhiều. Ta còn lại gì đâu khi đôi mắt đã mù rồi. Mai một đây trên đường đời vạn lối, ta sẽ không còn ai là kẻ thuốc người thân. Ta sẽ không nhà, không cửa, không chiếu, không chăn, và cuộc đời sẽ biến ta thành tên ăn mày khốn khổ. Nay quan có cầu xuân, mai ngủ đình ngủ chờ, rồi ta chết đi trong hiu quạnh âm thầm. Phó trại chủ đừng thốt lên những lời tuyệt vọng, dù gì cũng còn có Hạ Cơ. Không, đời Hạ Cơ hãy còn dài, Hạ Cơ còn có tương lai. Hạ Cơ không thể nào em theo ta đi suốt đời chịu khổ. Đời của Hạ Cơ sanh ra thì chịu nhiều đau khổ, thì dù khổ đau thêm cũng không có gì đáng kể, vì trời cao đã bắt mình phải chịu cảnh đó này. Khuôn mặt tháng ngày trôi qua cho định số an bài, cuộc đời có ra sao thì mình vẫn cúi đầu chấp nhận, vì có bao giờ ai biết trước được tương lai. Cũng như ngày xưa Hạ Cơ cũng ao ước một tương lai, cũng mơ ước một thiên đường rộng mở, nhưng tất cả giờ đây không còn gì nữa, vì đời đã nhẫn tâm cướp mất đi rồi. Hạ Cơ có biết là ta thương Hạ Cơ những ngày chung sống? Hạ Cơ có biết là ta yêu Hạ Cơ nhiều lắm không? Vâng, Hạ Cơ biết nhiều về phó trại chủ, cũng như Hạ Cơ, cũng như Hạ Cơ đã thầm yêu đại vương mà không một lần nào dám nói, cũng như Hạ Cơ đã xây dựng một thiên đường mà ta là kẻ phá tan đi. Để đến giờ này tất cả đều dở dang, và chính ta là kẻ gây ra nhiều tội lỗi. Ta chỉ biết quỳ xuống đây cầu mong cùng Thượng Đế cho ta ăn năn sám hối tội tình. Hạ Cơ ơi, mai mốt này một mình ta xuôi ngược bốn ba, ta nhớ Hạ Cơ nhiều quá kỷ niệm, nhớ mùa thu ngồi nhìn mưa rơi lác đác, nhớ những đêm bên lửa rừng mình tâm sự đến với ta hàng căn. Phó trại chủ, Hạ Cơ nãy rời khỏi nơi này. Không, ta ở đây sống chết với tên Hà Kiên Trúc. Đi mau, Hạ Cơ không thể nào bỏ phó trại chủ ra đây được. Đi, không thể rời khỏi nơi này khi đôi mắt đã mù. Thằng khốn kiếp, Tao liều mạng với mày. Trời ơi, người nàng nhận lắm. Ta yêu nàng, Hạ Cơ. Ta yêu nàng, hãy đến đây. Ta yêu nàng, Hạ Cơ. Ta yêu nàng, Hạ Cơ. Hãy thả Hạ Cơ ra. Phu ra. Ta yêu nàng, Hạ Cơ. Ta yêu nàng.
Trời ơi, chúng nó đã hại đời của Hạ Cơ rồi. Hạ Cơ, Dư Hệ Long này đã tự hủy diệt mình và hại luôn cả đời con gái của Hạ Cơ. Tội lỗi ta gây ra, tại sao bắt nào phải gánh chịu? Hãy trừng phạt ta đi, trừng phạt ta đi. Nghe vặn lại tiếng chuông chùa xen lẫn vào tiếng niệm Phật từ bi. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật dạy cho con điều nhân, xin Đức Phật dạy với con điều lành, để con được ăn năn sám hối tội lỗi của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Mô... Thí chủ có cần chỉ đến nhà chùa? Tôi cần một chỗ để nương thân, tôi cần ăn, tôi cần uống. Nam mô A Di Đà Phật. Nhà chùa có thể giúp đỡ thí chủ về việc ăn uống, còn chỗ nương thân thì không được chứ gì. Nói là nói vậy thôi, chứ ta đâu cần chỗ để nương thân. Nơi nào có trời có đất là ta có thể sống được. Ta sống để đền tội của ta, đền lại tội lỗi mà ta đã gây ra từ trước. Nam mô A Di Đà Phật. Thí chủ có cần chỉ đến tiểu ni không? Ni cô, ta muốn hỏi ni cô. Kìa, phó trại chủ. Tiếng của, đúng rồi, tiếng của Hạ Cơ. Hạ Cơ ơi, nhưng tại sao Hạ Cơ? Tại vì Hạ Cơ đã đi phát quy. Trời ơi, ta đã làm cho Hạ Cơ phải khổ. Thầm cầu xin với Đức Phật, hãy trả Hạ Cơ về với cuộc đời con gái. Nam mô A Di Đà Phật. Hạ Cơ đã chết. Hạ Cơ đã chết rồi. Để thay vào đó một diệu thanh quen mùi khô hành, quên hết chuyện hồng trần đại đoá kiếp nhân sinh, khiến cho con người trong bể khổ. Ôi cuộc đời đầy gian vui nhường, nên phần bạc má hồng đành chiều cành nhang trung. Hà đành chịu bỏ tay vì không cài lại được số đời. Ta thương Hạ Cơ tuổi xuân còn nhiều ao ước, chưa hướng được gì đành mai một kiếp hồng nhan. Thank you.
cớ về với cuộc sống yên lành. Để ta được ước ao một thời ngang dọc lấy lừng, thôi hết trời. Ta phiêu bạc khắp nơi, ta tìm hạ cơ khắp chốn, nhưng có ngờ đâu thôi, chuyện đã qua là đã hết. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Phật ở đâu? Hả? Mô A Di Đà Phật. Phật ở lòng người. Phật dạy gì? Phật dạy ta điều thiện, điều nhân. Phật dạy điều thiện, điều nhân. Nhưng mà người đời đối với ta không thiện, không nhân. Thì học thiện học nhân để làm gì? Nam mô A Di Đà Phật. Phật dạy điều thiện để tránh bớt cái ác, dạy điều nhân để tránh bớt lỗi lầm. Sách dạy rằng Phật cứu khổ chúng sinh, nhưng mà tại sao người đời vẫn khổ? Nam mô A Di Đà Phật. Đời là để khổ vì có người tự tạo ra nghiệp chướng nên phải gánh lấy cái khổ cho mình. Vô lý. Mi nói ai vô lý? Sách Phật vô lý hay là chính nhạc ngươi vô lý? Tất cả đều vô lý. Cái lỗi do con người tạo ra thì phải nhận chịu tội đó, cớ sao lại trách Phật trời vô lý? Nhà ngươi cũng nói ra những lời lẽ tu hành. Không, ta không phải là kẻ tu hành, ta chỉ là một thằng ăn cướp. Dương Hải Long, ai mà biết ta? Đại Dương. Hả? Đại Dương. Đại Dương. Hà cơ, tại sao Hà cơ lại ra nông nỗi như vậy? Tại vì cuộc đời của Hà cơ quá khổ. Tất cả đều do Dư Hải Long này gây ra tất cả. Hải Long này xin quỳ xuống đây tha tôi cùng Đại Dương. Hãy giết chết tôi đi. Thằng khốn nạn. Nam mô A Di Đà Phật. Trước cửa từ bi, xin đừng nên gieo tội lỗi. Dư Hải Long, tao giết mày cũng chưa tha dần. Trời ơi, ngày trước ba chúng ta một thời oanh liệt, giờ đây đã hết rồi, đã hết rồi. Còn Hạ Cơ, tại sao Hạ Cơ lại đi tu? Tại vì gì hả? Người ta đã hại đời Hạ Cơ. Tại vì người ta đã cướp đi của Hạ Cơ một thời con gái. Ai? Ai đã hại cuộc đời của Hạ Cơ? Hà Diên Trúc. Trúc phải. Chính hắn đã hại cuộc đời con gái của Hạ Cơ. Chính hắn đã làm cho Hải Long này mù đôi mắt.
ta còn sống đây mà như kẻ đã chết. Ta bất lực, ta không thể nào cứu được Hà Cơ nữa. Trời ơi, tội hại lắm nghĩ ra tất cả. Đại Dương, Đại Dương ơi, Đại Dương hãy giết chết Hải Long này đi. Dư Hải Long, nhà ngươi đã vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa? Ngày trước ba đứa chúng mình một thời quan liệt, đến bây giờ thì đã tàn tạ hết rồi. Đã tàn tạ hết rồi. Kìa, Đại Dương, Đại Dương làm sao vậy? Ta cười, ta cười để mỉa mai. Tình đời đổi trắng thay đen, cũng như lòng người bạc bèo. Và ta khóc đi, ta khóc đi để thương cho thân phận chúng mình phải chịu cảnh gian truân. Mấy năm trời tình nghĩa đậm đà biết bao, trong thoáng chốc bông chia tay. Giờ tất cả đều đổi thay, còn đâu ao ước một thời tôi sanh bay bỗng mất rồi. Lòng muốn quên vẫn thấy ngậm ngùi, vẫn nghe sầu chất nặng mang. Ta chỉ tiếc rằng chưa dư trọn điều ao ước trong đời Hà Cơ, để cho đến ngày hôm nay giấc mộng nào đã tàn phai. Đại Dương ơi, dù bây giờ Hà Cơ chưa nghe lòng mình lắng dịu, nhưng với thời gian Hà Cơ sẽ nguôi ngoai sầu khổ, rồi Hà Cơ cũng sẽ dần quên đi những nỗi thương đau, những nỗi sầu tư đang chất liệm trong hồn. Kỷ niệm ngày xưa xin trả lại cho đời, Hà Cơ sẽ quên dần khổ hạnh, quên bỏ chuyện hồng trần nhiều khổ lụy đắng cay. Nếu Đại Dương còn nghĩ đến Hà Cơ, xin cầu nguyện cho Hà Cơ sống êm đềm khổ hạnh, cho Hà Cơ được quên, Hà Cơ đừng khổ nữa, vì cho tới bây giờ vẫn chưa được bình yên. Không, Hà Cơ phải trở lại với đời. Hà Cơ không thể nào khoác áo nhà tu để phí bỏ thời con gái. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi cứu độ chúng sanh nhiều đau khổ. Hà Cơ ơi, nhìn thấy Hà Cơ mà ta tội xuân sanh. Hà Cơ đã tự mình thiếu quỳ, rồi cũng tự mình khổ hạnh với căn tu. Vậy mà trên đời này ta vẫn thấy những hạng gái nhẫn nhơ, thèm sống hơn thèm ăn, đổi tình như đổi ao. Ta phục Hà Cơ khác thường hơn thiên hà. Hà Cơ ơi, xuân năm nay rồi ta sẽ không còn lại ai, vì tất cả đều thay đổi.
ta sẽ uống rượu say giữa đêm giao thừa lặng lẽ, không chờ đợi xuân sang vì đời đã mất xuân rồi. Tiểu nữ xin được vào trong. Hạ cơ, ta muốn vào quỳ dưới chân Đức Phật để ăn năn sám hối bao tội lỗi của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thí chủ hãy cùng vào với tiểu nữ. Tại sao nàng bỏ rơi ta? Tại sao nàng đi lấy chồng? Tên nàng mày kia, hãy đi nơi khác để cho đám cưới dừng lại ở đây vào trong lễ Phật. Các ông cho tôi nhìn đám cưới đi ngang qua đây rồi tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Không được, vì sự có mặt của nhà luôn sẽ làm cản trở mất vui. Đi ngay. Tôi kia các ông hãy cho tôi nán lại đây một chút xíu thôi rồi tôi sẽ rời khỏi nơi đây mà. Tại đây không được, không cần nói nhiều, biết chưa? Bây giờ, dạ, đánh nữa. Thôi, tên ăn mày kia, nhớ đi nơi khác. Nếu ở đây thì sẽ chết, biết chưa? Đi. Không, tôi không là ăn mày, tôi không là ăn mày mà ta là Âu Thiên Vũ. Nhà ngươi là Âu Thiên Vũ. Tiểu cô nương. Không, ta không chịu đâu. Ta lớn rồi chứ bộ. Nhà ngươi không được gọi ta là tiểu cô nương nữa. Ủa, tại sao thân thế của nhà ngươi lại như thế này? Tại vì người ta. Người ta nào? Ai hả? Ai mà ác nhân sát đúng rồi vậy? Nói đi, ta xé xác nó ra liền cho. Ai hả? Vậy ta hỏi thiệt nhà ngươi nha, có phải nhà ngươi đã yêu đại tẩu của ta không? Cô nương hỏi đây làm gì? Có phải ngày trước hai người đã đính ước chuyện trăm năm? Nhưng mà tại sao cô nương biết? Điều gì ta cũng biết, chuyện gì ta cũng nghe. Tại vì thiên hạ cho ta là trẻ con nên ta có quyền tộc mạch. Bây giờ ta hỏi thiệt nhà ngươi nha, nhà ngươi có yêu ta không? Cô nương, sao cô nương lại nói như thế? Tại vì ta xót thương nhà ngươi, ta thông cảm cho nỗi đớn đau của người mất vợ. Nhà ngươi bằng lòng đi, ta sẽ về ta nói với phụ thân ta. Phụ thân ta cưng chiều ta lắm. Không, cô nương, giờ đây thân tôi đã tàn tạ thì chuyện yêu đương còn gì nữa đâu để mà mơ ước. Có phải nhà ngươi nghĩ rằng ta chỉ là một đứa trẻ con nên không biết chuyện gì tất cả, mà nhà ngươi cho rằng ta dại dột chưa đến tuổi yêu đương nên thèm khát chuyện ân tình? 16 tuổi ta mơ nhiều ao ước trong đời. Ta ước ao đến một ngày nào đó ta sẽ lấy chồng để tạo dựng tương lai. Nhưng không biết người đó sau này là ai.
nay cô nương đừng có suy nghĩ bâng quơ nữa. Nhà ngươi chê ta có phải không? Không phải, nhưng mà tao biết mà, tao biết nhà ngươi không có yêu ta đâu. Mà ta không có cần điều đó, miễn sao ta yêu nhà ngươi là được rồi. Cô nương ơi, nè bây giờ ta hỏi thiệt nhà ngươi nha, nhà ngươi có muốn đoạt lại vợ không? Nghĩa là sao? Ta sẽ có cách giúp cho nhà ngươi chiếm lại được Hà Như Thủy. Cách gì? Nhà ngươi đừng hỏi, cứ tin ở ta. Ta sẽ cố gắng giúp cho nhà ngươi tại nguyện. Không không, không được đâu cô nương à. Cô nương, cô nương. Tên ăn mày kia, tại sao không đi nơi khác vậy hả? Tôi xin với ông cho tôi nhìn đám cưới đi ngang qua đây rồi tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Không được, muốn chết à? Phải không? Dạ, đánh nữa. Quương, làm gì nữa? Bẩm công tử, tên ăn mày gì nữa, đuổi hoài không chịu đi. Thôi, các người đừng đánh gã nữa. Dù gì gã cũng chỉ là một kẻ ăn mày. Ông cần tiền lắm phải không? Đây, ông cầm lấy và đi ngay đi. Hiền thê, chúng ta hãy vào chùa dâng hương cúng Phật. Như Thủy, trời ơi, đau đớn cho ta, nàng đã xem ta như kẻ ăn mày, cầm nén bạc trong tay mà dòng lệ tuôn rơi. Thầm trách cho đời mình sao khốn khổ, cho đến giờ này mà cũng phải chịu cô đơn. Ngày lại ngày tôi sống kiếp lang thang, như chờ đợi tương lai một cái gì vô vọng. Chờ đợi xuân mà xuân không bao giờ thấy đến, thế nên trời mãi khiếp đông cho sầu chất như nặng sâu. Lời ông nói thật tình làm cho tôi khó hiểu, tôi muốn biết ông là ai. Dạ thưa bà, tôi chỉ là một kẻ ăn mày khốn khổ, đang cần bạc tiền cơm áo đi đổ sông với người ta. Ông ơi, những lời ông nói ra tôi nghe như có một chút gì mỉa mai chua chát. Tôi muốn biết rằng ông quen hay là sao làm kẻ tiễn đưa tôi cất bước theo chồng. Điều đó khiến cho tôi thêm dài rứt trong lòng. Tôi có nhiều nỗi khổ tâm không nói được. Tôi lấy chồng
nhưng không có hạnh phúc đâu ông. Vậy thì ông cũng đừng đến tiễn đưa tôi, vì như thế chỉ làm cho tôi nhớ đến người yêu cũ. Ta cứ để cho tôi dắm bùa lên kỷ niệm, cho người được quên tôi, cho tôi cố quên người. Phải rồi, thời gian sẽ xóa bôi tất cả. Kẻ ra đi sẽ không còn gì để nhớ, người ở lại sẽ cố mà quên. Ông đang nghĩ gì? Tôi đang nghĩ sao cho mình được chết. Hả? Và tôi muốn giết người. Ông định giết tôi? Phải, và phá tan đám cưới này. Dừng tay lại, tên kia. Nhà Thủy Tôn giết người cướp của phải không? Hiền Thê, hắn có làm gì em không? Dạ không. Nhà ngươi hãy quỳ xuống chân Hiền Thê ta mà xin lỗi, nếu không nhà ngươi sẽ chết. Không. Công tử. Ông ơi, thà là ông giết tôi đi, hay hành hạ tôi bằng những cực hình thế tham, chứ tôi không thể nào quỳ xuống đây để cầu khẩn vang xin, cầu mong người ta tha mạng sống cho mình. Thà rằng ông giết tôi đi, xin đừng bắt tôi phải quỳ. Ở nơi này ngày trước tôi cùng một thời dọc ngang, dù hiện giờ tôi tàn tạ xa thân, nhưng tôi không thể nào quỳ lụy để cầu khấn một ai. Tôi hiểu cho ông và tôi chỉ khuyên rằng ông nên tìm cách rời khỏi đây ngay, đừng nắng lại làm gì, chỉ mang hại vào thân. Hiền Thế ơi, tại sao em tỏ lòng lo sợ, dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ ăn mày. Hắn đã tạo ra lỗi lầm, anh bắt hắn phải quỳ xuống đây. Không, nhà ngươi không thể bắt ta quỳ trước mặt người ấy. Nhà ngươi không thể nào hạ nhục ta. Hãy giết ta đi. Khốn nạn, mày phải chết. Đừng đánh người ta nữa. Đừng đánh người ta nữa, tôi nghiệt mà. Quân, lôi sát hắn ra ngoài. Kìa, Hiền Thê. Tại sao Hiền Thê lại buồn? Hay là Hiền Thê vẫn còn nhớ đến Âu Thiên Vũ? Vậy mà nàng đã hứa với ta nàng sẽ cố lãng quên. Chiều công tử ơi, em cũng cố quên đi, mà sao lòng em vẫn nhớ người cũ nay nơi đâu, còn thương còn nhớ hay không. Dù xa người yêu lòng đau xót, nàng bên ta mà cách xa muôn trùng. Chiều công tử ơi, em cố lãng quên đi tìm quên bên người chồng mới cưới. Sao bao kỷ niệm ngày xưa bừng sống lại phút giây này. Em tự biết là
cho công tử khổ đau nhiều. Nhưng chuyện tình yêu là chuyện ngoài muốn, càng quên sao càng thương nhớ nhiều hơn. Em và công tử gắn liền với nhau bằng hôn lễ, mà hai tâm hồn là hai hải đảo xa xôi. Càng kéo dài đau khổ sẽ nhiều hơn. Hay em chết đi cho nghĩa tình vẹn vẹn. Hiền thê, nàng không nên nói vậy. Nếu nàng chết đi rồi, ta biết sống với ai đây? Tình yêu không thể quên một ngày một tháng, tình yêu không thể xóa bỏ trong một phút một giây. Tôi còn khổ nhiều hơn công tử, hay là tôi phải chết? Không, nàng ơi, nếu nàng chết đi thì ta sẽ khổ nhiều hơn, vì không có cô dâu làm sao cử hành hôn lễ. Và du lễ sẽ không biết về đâu nữa, khi quan vắng cô đơn không còn lại kẻ sống. Dường như trời đã sang xuân và đông đã lũng tàn, ta đây đã nhìn thấy màu lá hoa tươi thắm, màu nắng hồng đẹp đẽ biết bao nhiêu. Nhưng trong lòng ta dường như đang bão đồng, đang có một cái gì làm đau buốt con tim. Phải chăng chính ta đây đã bị nàng quên bỏ, ta đau khổ cúi đầu còn nàng thì ngoảnh mắt làm ngơ. Bẩm công tử, người đã sẵn sàng yên đương, xin công tử lên đường cho sớm. Được, ta sẽ lên đường ngay. Quân! Dạ! Chuẩn bị lên đường! Đám cưới dừng lại! Nhận đi lại! Âu Thiên Dũng! Hả? Mày lâu! Âu Thiên Dũng đã mất đi một cánh tay, tại sao nhà ngươi vẫn còn nguyên vẹn? Nhà ngươi muốn gì? Ta muốn phá tan đám cưới và cướp cô dâu! Khoan! Việc ấy nên dành lại cho ta! Nhà ngươi chỉ là một thằng ngu ngốc! Kìa! Còn nhà ngươi nữa này! Trại chủ hắc ứng Âu Thiên Dũng! Trời! Âu Thiên Vũ! Âu Thiên Vũ! Trời ơi! Ta điên lên mất! Đừng! Đừng vội điên gấp! Hãy từ từ mà điên! Nè! Cả người muốn gì? Ta muốn! Nhà ngươi hãy nhận lại cô dâu! Để cho chứ ta nên nhiễm dở! Ta từ lỗ nái duyên phận chốt lớn! Hãy cầm đi! Chứ đừng nên cao giọng! Đừng ngu dậy dám vào công tử Nhật Nam! Nhưng ta chỉ muốn ra tay để rồi sửa mặt được! Người vợ chưa cưới của ta mà nhà cưới đã đoạt, và bắt buộc nàng phải đi đến phu nhân. Ta cũng không cần dằn co và không hề cân lượng. Đối với ta chỉ có một quyết định là cướp được cô dâu điều ta mong muốn. Chỉ hết mọi người là chẳng chung thà. Im! Nhà ngươi là ai mà đồng thiếu nhà ngươi muốn chết hay không? Các ngươi muốn gì? Đừng lợi lôi theo khoan. Muốn gì hãy ra tay! Khoan! Nhà ngươi khoan dỡ ra tay! Hãy nhường lại cho ta kỹ tội thằng Mão Danh ngu ngốc! Ngươi hãy chết! Kìa! Kìa chàng anh! Không bé! Trời ơi! 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 Ta không muốn giết nhà ngươi. Một kẻ đoạt vợ giết chồng, ta tha cho nhà ngươi đó. Hãy đi đi. Cảm ơn ông đã cứu mạng chồng tôi. Thôi, bây giờ xin hai người hãy về. Trời ơi, ông Nhân. Ông ơi, trời ơi, ông đã bị tư rồi. Không, vết thương của nặng lắm. Không nặng lắm đâu.
không luôn để cho tôi lìa khỏi cõi đời ô trọc này. Ông ơi, chúng tôi phải làm gì để đáp tạ ơn ông? Chưa công tử, tôi chỉ có một điều duy nhất. Chưa công tử có vui lòng giúp tôi không? Dân, tôi sẵn sàng làm tất cả bất cứ chuyện gì để chuộc lại lỗi lầm. Ngày xưa tôi cũng có một người yêu, nàng đẹp lắm và nàng cũng yêu tôi nhiều lắm. Nhưng giờ đây nàng không còn gì nữa cả. Nàng và tôi đã cách xa nhau. Sao cùng để tông biệt người đi, hiền thế hãy nuôi đi những lời nói của lòng mình đang nức nở nghẹn ngào, để giả biệt cô nhân dân. Tôi nói đây những lời nói sao cùng, dù góc biển chân trời nhưng tình chẳng nghĩ nhạt phai. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho người bạc phước. Nếu xác thân tôi có vùi chôn vào ba tơ đất, xin được mang theo lời nói yêu thương vào thế giới muôn đời. Trời đất còn xót thương cho người bất hạnh, nên giây phút này còn tương hội cho tôi được nghe lời tông biệt sao cùng. Trong giây phút lòng thấy mình đầy diễm phúc, gặp lại người mình thương nhớ từ lâu, niềm vui phá lần nỗi sâu. Trời mưa hai giọt lệ sầu vừa rơi, xin tiểu thơ gọi tên tôi lần cuối rồi lên kiệu cưới ra đi. Nhưng tôi chưa biết tên ông. Tiểu thơ hay gọi tên nào mà tiểu thơ yêu mến nhất, để tôi được nghe những âm thanh xuất phát từ đáy lòng. Âu Thiên Vũ. Âu Thiên Vũ hả? Ông cũng biết Âu Thiên Vũ? Trong những ngày hành khất, tôi có gặp gã ăn mày Âu Thiên Vũ. Hắn có dạy cho tôi bài ca tông biệt, tiện đưa người con gái cực bước theo chồng. Bài ca tông biệt, xin tiểu thơ nán lại vài phút để tôi hát trọn bài ca tông biệt.
ta đưa tiếng ai bước lên xe qua về đâu. Trong theo bước ai bao dòng lệ máu tuôn rơi, tình đổi nơi mình đổi nơi. Người ơi tình ta giờ đổi nơi, tiếng đưa người nghe sầu giận mi. Trời ơi những âm thanh quen thuộc như đưa tôi ngược thời gian trở về dùng kỷ niệm. Bài hát ngày xưa còn vang vọng đến bây giờ. Gặp gỡ nhau đây trong giây phút không ngờ, ông đã làm cho tôi ngỡ ngàng chưa suốt khi vô tình hát trọn bài hát ngày xưa. Từ bây giờ cho đến vạn ngày sau, nếu ông có gặp lại người ăn mày tên Âu Thiên Vũ, xin ông bảo rằng người con gái ngày xưa đã nghe trọn bài ca tống biệt trước khi nàng xuất gia theo chồng. Không biết Âu Thiên Vũ còn sống sót trong những ngày dài đau khổ, nhưng nếu hắn chết đi rồi cô nghe được những lời này cũng ngắm cười nơi chinh xuôi. Ông ơi nếu người ấy chết thì đã chết trong nghẹn ngào tức tươi, vì chưa nghe được những lời tôi đã nói với ông. Nhưng khi người con gái đã sang sông thì bổn phận là phải lãng quên tình cũ. Nhưng đối với con người bạc phước đó, có quên chăng là ngày tôi vĩnh biệt cuộc đời. Xin cảm ơn tiểu thơ đã làm tròn ước nguyện, giờ xin tiễn đưa nàng vui bước du quy. Tôi giúp ông đóng trọn vai trò người mơ ước, ông đã giúp tôi trút cạn lòng mình. Bây giờ xin vĩnh biệt, xin vĩnh biệt ông. À, Như Thủy kìa, ông là ai vậy? Ha, trời ơi, Vũ, ông là một Thiên Vũ. Tại sao, trời ơi, tại sao Thiên Vũ, tại sao từ nay ông Thiên Vũ lại vô tâm vô hồn? Ông Thiên Vũ, tôi muốn giữ hạnh phúc cho người mình. Anh đã lo nhiều cho hạnh phúc của tôi. Hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của người mà mình yêu. Đây là kỷ vật ngày xưa đến ước, giờ đây anh xin trao lại cho em. Không, đây là chút quà nhỏ mọn trong ngày em hôm nay. Không, Âu Thiên Vũ ơi, anh đừng bỏ Thùy. Vũ ơi nếu thank you.
vui. Ông Thiên Dương, chiều nhật lên, ông Thiên Dương hãy thương yêu và bao bọc Hà Như Thủy. Tôi chúc cho ông cùng nàng trăm năm hạnh phúc. Không, không anh, vì thương yêu chồng anh. Ông Thiên Dương, Vũ ơi, tại sao Vũ đành bỏ Thủy? Ông Thiên Vũ, sao người ấy cũng đã chết đi rồi. Hiền Thê không nên buồn tham lạc gì nữa. Anh sẽ lo cho người được một ý mã đẹp. Ngay bây giờ chúng ta hãy tiếp tục lên đường cử hành hôm nay. Hiền Thê, em đừng buồn nữa. Em hãy